truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tập 82. Đang nhảy mà. Cái câu này đó ba hỏi con mới đúng á. Giờ này không chịu lo đi học đi, ở mà đứng mà nhảy như khỉ mắt kim phong vậy. Ông này chỉ la con hoài à. Ôi, con trai của mẹ, con trai của mẹ. Tục tưng ơi, tiếc cưng quá à. Trời đất ơi, mồ hôi mồ kê chảy đó không. Làm gì mà tăng đồng với mẹ con. Con nhảy nhóc hoài bộ biết mờ là sao. Con là người lúc nào cũng tràn trề năng lượng mẹ. Con không biết mệt đâu. Mẹ đứng đó, mẹ coi con nhảy cho mẹ coi nha. Dạ hả? Trời ơi, hay quá. Yeah. Trời, con tôi nhảy hay quá ông ơi. Thôi. Sáng sớm rồi hai mẹ con bà làm cái gì vậy? Hay. Đó, hay quá. Sáng mắt là chưa? Qua bển du học cái bển á. Đi, shit. Đó, bây giờ bị đuổi về á. Vừa lọc chưa? Hay. Ông này thiệt á, nói chuyện sao mà khó nghe quá à. Nói vậy mà nghe được hả? Con tôi là không có bị đuổi hết chưa. Dùng cái từ đuổi là sao? Nó tự ý nó về Việt Nam nó học chứ bộ. Trời ơi, tự ý về chứ không phải bị đuổi. Trời ơi, đuổi thì nói đuổi chứ. Qua rồi đó, cho đi du học để mà học về cái ngành y khoa, tốt nghiệp về đây để mà răng mặt nở mày ba má. Qua bển rồi tưởng không chịu mà thi mà y khoa thi dứt nè. Đuổi về cũng phải lắm mà thiệt á, hai thằng thiệt á, ba buồn quá. Có một suất đi đi du học thôi là nhường cho con để mà con đi du học ở bên đó cái ngành y khoa theo cái ý muốn của ba má. Rốt cuộc chẳng có được cái gì hết trơn cái rồi á. Nhưng bây giờ ba cũng cho thằng Quang nó đi học theo ý nguyện của ba rồi đó. Cũng may là có thằng Quang nó làm theo được cái ý nguyện của ba với má, chứ mà gặp mà nó mà giống như con nó thôi tiêu hết rồi. Ông này sao so sánh gì kỳ cục quá à? Thì con cái thì mỗi đứa mỗi tính, mỗi đứa một cái sự lựa chọn khác nhau. Là giọng sợ con tôi nó buồn hả? Đúng rồi, con về đây con học lại có 1 năm chứ mấy. Chứ đâu phải học lại 2-3 năm đâu mà ba lo. Nghe nói không? Đúng rồi, con học có 1 năm chứ mấy. Hay quá, đi du học đã thì về học lại 1 năm mà. Nếu con học lại có 1 năm chứ mấy. Dỗi vậy mà con mạnh mẽ nữa. Thôi đi, đừng có cãi với bà nữa, trễ giờ học á. Mẹ chuẩn bị mà để xe đạp trước rồi đó. Con đội nón vô. Hả? Đi đường chạy xe cẩn thận. Đội vô cho mẹ, đội vô. Gì vậy? What are you do? Trời ơi, đu cái gì con? Đi học bằng xe đạp chứ không có đu. Con là người chứ không phải tặc văn, không có đu. Hiểu không? Rồi nón lên. Ý con nói á là bây giờ con sẽ đi bộ ra ngoài chỗ tàu điện ngầm á. Con lên tàu điện ngầm đi cho nó nhanh mẹ. Hả? À? Trời đất ơi. Tính nghỉ học hả? Thì làm sao ba? Con tính nghỉ học, mai mốt mới đi học, con nghỉ vài năm xả hơi, mai mốt mới đi học. Làm sao? Ủa làm sao nữa? Xe điện ngầm ở đâu mà đi? Hả? Các em chú ý, hôm nay chúng ta đọc, tìm hiểu và phân tích 8 câu thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Đó là bài thơ... Đúng vậy, đó là bài thơ Dạ Thưa Thầy, em thích. Cái gì? Dạ, em không biết đường thầy ơi, nên em đi trễ. Thôi được rồi, em lần đầu tiên, học sinh mới, vào lớp đi. Không biết ai lớn ai nhỏ trong lớp này hết hả? Nè. Dạ, em xin lỗi thầy, em lại đi lộn. Đâu vậy? Nè. Các em trật tự, giới thiệu cho các em, đây là bạn Huy Vũ, là học sinh mới của lớp chúng ta, cũng là anh của bạn Hồng Quang. Anh Quang kìa. Sao tôi không thấy giống Quang chỗ nào hết vậy? Thôi đi, chắc là bạn học ở nước ngoài cho nên chưa có quen lắm đó. Tôi thấy hình như là bạn này có vấn đề á, tụi mình phải tìm hiểu.
Các em trật tự. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài thơ tự tình. Thầy sẽ đọc trước 8 câu thơ của thi sĩ. Đêm khuya dăng dẳng trống canh dồn, chờ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, dần trăng bóng xế khuyết chưa trở, xuyên ngang mặt đất rêu từng đám, chân đá mấy hòn, ngán lỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Thầy đọc nãy giờ có nhớ gì không? Dạ nhớ thầy. Em đây tập trung nghe thầy giảng thầy. Tập trung nghe tôi giảng à? Trong khi tôi thả hồn để đọc, làm sao cho truyền cảm đến cả lớp 8 câu thơ này, em lại say sưa quay cuồng với nhạc là sao? Dạ có thầy. Em tập trung em nghe thầy giảng kỹ lắm đó. Em nghe thầy giảng giống như là một nhạc trưởng thật thụ vậy đó thầy. Em nghĩ thầy chọn nhầm nghề rồi sao á. Nếu mà ngày xưa thầy mà chọn âm nhạc, em tin bây giờ thầy trở thành một nhạc trưởng nổi tiếng luôn đó thầy. Nếu mà thầy chọn âm văn, lúc đó chắc thầy đang có chuyện buồn đúng không thầy? Thầy có nhiều tâm sự luôn đó mà thầy. Trời ơi, nếu mà thầy chọn nhạc á thì không ai chê được luôn đó thầy. Giảng bài thầy đọc những cái bài thơ mà tôi chọn môn văn, tôi trở thành một thầy giáo dạy môn văn thì có gì sai? Dạ em biết cho thầy đó thầy. Nếu mà em nghĩ thầy... Cảm ơn em. Mời em ngồi xuống. Lên chanh ơi. Lên chanh ơi. Không, tôi thích ông này. Ông này cá tính nè. Cá tính gì? Tôi chưa thấy ai mà nghe. Thôi các bạn thôi. Thôi đi tốt luôn mà không nghe được cái gì. Tao bậy vô. Vô. Nhịp chân nhanh đi về tương lai phía trước. Bỏ quên anh chơi ham ăn đang ở đây đua đòi. Bằng không xưa bay trên tay ba mẹ làm cho nhớ suốt chừa cho tới khi già luôn. Nào ca vang bằng câu ca la 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 la. Dù bạn là ai ra sao ta cùng ca la la. Mặc mưa sông hay phong ba đi về phía trước phía anh dương. Dù cho hot boy hay là một nàng hot girl, bạn đoán chàng thiên kim hay chàng ngô ham học, ngại chi khó khăn mình cùng nhau ta lớn khôn, từng bước đến với ước mơ. Bản thân chẳng bao giờ thân ai người nấy lo, vì thế họ đi nhá đừng có lo nà. Cùng nhau xiết tay nhìn về cuộc đời sáng tươi, để tình bạn sẽ thắp sáng cho niềm tin. Em thấy con dễ đẹp không? Hả con nè. Con tươi kìa, trời ơi đang ảnh dễ sợ. Trời ơi đó ba. Trời ơi con này. Trời. Coi tiếng. Trời ơi, trời nó nhảy đẹp quá.
nhưng mà ai quay nè, cái thằng nào quay không biết cách quay nè, cầm máy rung tay quá, cái thằng này quay dở quá. Thầy con, thầy quay hả thầy? Tôi quay. Trời ơi thầy quay đẹp dễ sợ. À, đẹp, trời ơi thầy quay sợ, quay cực cảnh dễ thương dễ sợ. Khoái rồi nè. Long giọng đi. Tôi nhảy cũng đẹp nữa kìa. Tôi đẹp nhất đó. Chị thương ghê lắm, công tác này đem ra rồi con. Dạ. Thôi được rồi, trời ơi, đẹp rồi. Tôi nói chuyện với thầy đi để tôi coi. Thật ra mong anh chị hào sản. Anh Hào chị sản chứ không hào sản. Anh Hào với chị sản. Dạ. Mong anh chị cũng đừng có trách em Huy Vũ. Bởi vì chuyện này là do tôi, chính tôi và các em học cùng lớp của em Huy Vũ lên kế hoạch và thực hiện. Dạ. Bởi vì tôi hiểu được tâm tư của anh chị. Em Huy Vũ sau khi đi du học về, anh chị đã rất là lo lắng em ấy sẽ có những hành động bốc đồng rồi làm ảnh hưởng đến việc học tập. Chính vì vậy mà khi vào lớp em ấy rất là nặng nề. Tôi phát hiện em ấy giống như bị trầm cảm vậy. Nhưng mà sau cái trầm cảm đó, tôi hiểu được tâm tư của em ấy. Và tôi phát hiện ra một điều là em ấy có một sở trường rất là đặc biệt. Đó là đam mê ca hát và nhảy múa. Em ấy còn có thể dàn dựng được nữa, giống như cái đoạn video clip vừa rồi anh chị đã nhìn thấy rồi đó. Đã lắm. Anh chị cũng thấy là tụi nhỏ đã gắn kết được với nhau, đã xích lại gần nhau, xóa tan mọi khoảng cách nhờ những động tác, những vũ đạo mà Huy Vũ đã dàn dựng đó anh. Ba, con cũng xin phép ba là cho con được thực hiện ước mơ của mình. Chứ con cũng xin lỗi là đã làm phụ lòng ba khi mà đi du học xong về chẳng được gì. Thật sự á, con cũng không có muốn làm ba cái nghề giống như ba muốn đâu. Cái gì mà bác sĩ, bàn tay của con tại con sợ máu lắm rồi. Con chỉ muốn nhảy múa thôi. Con hứa con sẽ cố gắng học để trở thành một chàng vũ công giỏi và có học thức, chứ không phải như nhảy nhót mà không đi học đâu ba. Ba yên tâm. Thôi được rồi, không phải riêng gì lỗi của con đâu, cái chính là ở nơi ba. Đó, lỗi của ổng nữa. Thì hôm nay là con nói thì ba biết được những cái tâm tư nguyện vọng của con. Thì trước tiên tôi, vợ chồng tôi xin cảm ơn thầy. Thì hôm nay thì tới thì nói vậy thì tôi cũng phá đi mấy cái định kiến mà cô Hữu lâu nay. Thì tôi cứ nghĩ là nó có cái quá khứ nó ở bên nước ngoài du học rồi nó quậy, nó nhảy rồi người ta đuổi nó về. Thì tôi nghĩ nó về đây nó quậy nữa, thành ra tôi cấm nó nhảy. Huy Vũ à, thì thôi được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay là ba để cho con tự do theo đuổi cái ước mơ, cái đam mê của con. Thật là vui khi mà gia đình đã hiểu nhau như vậy. Huy Vũ à. Dạ. Thầy nghĩ là em nên cố gắng học tập, song song em sẽ tập luyện để phát triển ước mơ của mình, phát triển cái sở trường của em, để không phụ lòng ba mẹ em cũng như các bạn đã tin ở em. Em đồng ý không nè? Dạ em đồng ý, em cảm ơn thầy. Huy Vũ, dạ. Bây giờ con ra con nhảy liền một bài cho ba con lé mắt chơi. Đúng rồi đó. Nhảy đi. Chơi ham ăn, ham học hư hay đua đòi, bằng không xương bay trên tay ba mẹ lập cho nhớ suốt chừa cho tới khi già luôn ạ. Nào ca vang ba câu ca la 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 la. Dù bạn là ai ra sao ta cùng ca la la. Mặc mưa sông hay phong ba đi về phía trước phía anh dương. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.